lạ là không phải ăn không có hỏng. Không phải làm bé này nó chỉ nhớ thật đấy. Còn nó từ trước cái này nó thật, nếu mà nó không con người mà đương nhiên thì không bao giờ dây dưa chị vay mượn. Riêng chị là tính là như thế, chị nói thật em thì...